Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại chia sẻ đến các bác một cái vườn quất gọi là của nhà vườn tên biển là nhà vườn Độc Nạ. Thì khi đặt tên biển của nhà vườn Độc Nạ thì là trong vườn rất là nhiều loại cây gọi là độc nạ và cổ quái nhé. Đây, các bác nhìn này, đây là những cái gọi là mẫu nhà, là mẫu nhà cổ đấy, khá là khủng luôn. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem một chút. Nói chung số lượng quất thì nhà vườn là 3.000 luôn. Các bác đi đến đây là đúng chỗ rồi đấy. Rất là nhiều loại quất luôn. Em sẽ quay chi tiết cây này một chút cho các bác ngắm. Xong em sẽ đi quay các cây khác cho các bác thưởng thức và yêu thích loại nào thì có thể liên hệ trực tiếp với nhà vườn nhé. Đây là cách trang trí đồ họa của nhà vườn. Và trong này thì với những tác phẩm này, khá là đẹp luôn. Chất lá, chất quả xanh nét. Không gian nó hơi hẹp, không quay được hết cả cây. Đây, đến với tác phẩm này. Bonsai, cây đá. Dàn quả khá là to. Cây nó điểm được những cái các cái đường lượn này. Đường lượn của cây rất là đẹp. Tầm này được cây khá là khỏe. Vẫn bật được những cái nọc rất là đẹp. Vẫn còn bắn nọc ngồng lên đấy. Diện tích nó hơi hẹp cho nên là để mà quay máy nó rất là khó quay. Các bác có nhu cầu mua thì về tại vườn thì nhìn nó tổng thể nó sẽ đẹp hơn. Nên em quay này nhiều khi được trên thì lại không thấy ở dưới, cho nên là nếu mà để nhìn được một cây toàn vẹn thì nó rất là khó. Nọc trên bắn rất là khỏe. Bác xem những cây nào nọc ngồng này, khá là cao. Bên mé bên kia vẫn là quất của chú Tất. Nào, chung rất là nhiều mẫu mã mà sẽ đi sơ cho các bác xem, gọi là nhìn sơ để các bác có nhu cầu chọn cho mình những cây đẹp và ưng ý, gọi là chọn những phong thủy của nhà mình, xem những dáng cây nào cho nó phù hợp nhé. Nhà cổ mini bác mua được nhiều chưa? Được, em chọn từ tháng trước rồi. À, bây giờ về chỉ về chuyển cây được. Về các phần đến chuyển. Bên trong kia là những tác phẩm quạt này. Tác phẩm quạt này.
bác xem này, những cái ngồng này nó bắn lên nay mai những cái ngồng này nó lên ít nhất là phải tầm khoảng 70-80 phân. Các cái dăm này đều như những điều thuốc hết rồi, mới như là tầm khoảng 20 phân, nhưng mà thân nó đã to khoảng bằng điếu thuốc, lực nó rất là khỏe. Em sẽ quay một ít sọ dừa mấy ở cái vỏ hút độc nhỏ này cho các bác xem. Hàng bonsai rất là đẹp. Chú đã chuẩn bị cho hàng của những năm sau đấy, mới nhập về. Rất là nhiều. Đây những hàng bonsai hút nọc này, vỏ hút nọc nhỏ mini. Nói chung là nhiều mẫu mã, các bác mà điểm của các bác mà bán được thì mỗi loại các bác nhặt một ít về bán. Ví dụ cái loại này các bác có thể nhặt khoảng 100 quả, và loại này nhặt 100 quả. Còn hàng sọ dừa trên này đấy, hàng sọ dừa trên này, trên giá này, nhìn dàn quả này thì khá là sai. Nói chung là chú kê mật độ như này là quá nhiều cây, mình thì người đi vào còn khó đi. Như này gọi là chú tưới bằng dàn tự động, chứ nếu mà tưới tay là rất là khó đi nhé. Nhìn dàn quả khá là ok. Thì các bác có nhu cầu thì em sẽ để lại số điện thoại ở tiêu đề hoặc là dưới bình luận cho các bác liên hệ trực tiếp với chủ vườn nhé. Không phải qua trung gian nào cả mà liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Xài chóc luôn. Nói chung là đi vào trong này cũng khó đi. Em cũng xin dừng clip tại đây. Còn nói về mẫu mã và mặt hàng của nhà vườn thì rất là nhiều mẫu mã. Các bác có nhu cầu thì về tại vườn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.